Tôi biết rồi. Báo cáo anh, bên kỹ thuật hình sự phát hiện lưu lượng sử dụng dữ liệu của đối tượng thay đổi đột ngột. Có thể hắn ta đang liên lạc với đối tượng khác thông qua Internet. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được kênh liên lạc ạ. Việc hắn vội vàng liên lạc với đối tượng kia chứng tỏ hắn đã sắp sửa hành động rồi. Tất cả nghe đây, tập trung tinh thần, chú ý tất cả các lối ra vào, tránh lặp lại sai lầm hôm trước. Từ trước đến giờ, những điều mà anh dành cho tôi, những lời nói yêu anh nói với tôi đều là giả dối hết. Giờ mày muốn làm gì? Muốn... mày gọi anh là anh. Không thích. Mày vẫn hận anh vì đã hại chết bố mẹ. Sao còn đi đón? Bởi vì mày là người thân duy nhất của tao thôi. Tốt. Bây giờ anh muốn chúng nó phải trả giá. Đi. Bắt đầu đi. Chú ý, đối tượng đã ra khỏi nhà. Hắn đã để lại đôi giày có gắn định vị. Đối tượng đang vào thang máy, xuống tầng 1. Tất cả chú ý, đối tượng đang di chuyển xuống tầng 1.
Chú ý, có biến. Hệ thống cam bị lỗi, tất cả các vị trí sẵn sàng ứng biến. Rõ. Báo cáo, đối tượng chưa đi ra khỏi sảnh. Số 2, an toàn. Chúng ta an toàn. Anh, cam bị sao thế anh? Tôi còn không biết nữa. Có phải bị hack không? Để tôi khởi động lại. Tín hiệu đã được khôi phục. Đối tượng đang tiến về phía ô tô. Tất cả chú ý, đối tượng chuẩn bị di chuyển bằng ô tô về phía cửa hầm. Không phải đối tượng. Hải, mình cậu bám theo. Đối tượng đi bằng SH màu trắng. Đối tượng đi bằng SH màu trắng, tất cả bám theo. Toàn đội chú ý, đối tượng đã di chuyển trên đường Minh Kính. Dũng, chốt chặn ngã tư trên, không được tiếp xúc gần, tránh bị nghi ngờ. Đối tượng đang rẽ vào quán. Luân, già làm khách, vào kiểm tra. Có biến, triển khai vây bắt. Bám sát đối tượng đi vào ngõ. Đề nghị anh xoay người lại. Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Đề nghị anh bỏ khẩu trang xuống, cho chúng tôi kiểm tra. Chuyện gì đấy? Dẫn anh ta đi thẩm vấn. Rõ. Mời anh đi theo tôi. Các mũi báo cáo. Báo cáo, đã khống chế được tất cả các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng khai báo là tưởng tham gia chương trình truyền hình thực tế. Kiểm tra lại quán ăn và các tuyến đường liên quan. Đó. Tôi cần ít nhất là 2 phương án, thậm chí là 3, đảm bảo chắc chắn không để hắn thoát.